Người mẹ quỷ, tác giả Trường Lê, tập cuối. Ông Phúc cũng vội vàng chuẩn bị thu gói đồ đạc cho hai thầy trò. Rồi nhân lúc trời chưa sáng hẳn, ông Phúc dẫn thầy Tàu cùng với Tư ra cái lối mòn phía sau giường, đi đến nhà người thân quen mà ông Phúc nói. Đó là Kha, người mà ông Phúc đã cho mượn tiền hôm gặp ở chợ. Gọi là đường mòn lối tắt, nhưng thật ra không có ai đi, nên khắp nơi chỉ toàn cỏ dại mọc cao ngang người. Cực khổ lắm, ba người mới tới được khu bãi rác của làng. Quả thật nơi đây bốc cái mùi hôi thối không khác gì mùi tử khí từ cái xác chết lâu năm. Nói sao dân làng không ai dám ghé qua đây. Cách đó một đoạn, có một ngôi nhà hai gian cũ kỹ. Ông Phúc nói, ngôi nhà này trước là nhà quan, mới đầu mọi người dành nhau, nhưng sau đó mùi rác thối cho nên không ai thèm đến nữa. Vậy mà con phải nói với trưởng làng hoài, người ta mới đồng ý cho vợ chồng cậu ta ở đây. Con cũng cho thêm tiền để lợp mái, sửa lại cái cửa nẻo, nếu không thì đâu có ở được. Cậu này tên là Kha, tuy nghèo nhưng sống có tình người lắm. Thầy Tàu im lặng không nói gì. Ông Phúc gõ cửa khẽ gọi, Kha ơi, mở cửa. Kha ơi, tôi là Phúc đây. Không cần gõ đến lần thứ hai, cánh cửa đã được mở ra. Kha nhìn thấy ông Phúc thì giật mình vội hỏi, ủa, bác Phúc, sao nay bác tới nhà cháu sớm vậy? Chắc chắn có chuyện phải không? Còn đây là... Kha nhìn sang hai thầy trò Tư. Ông Phúc vội nói, cậu có tin tôi hay không? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Kha tưởng mình làm gì có lỗi bèn thưa, sao bác lại nói vậy? Cháu không tin bác thì tin ai? Bác đừng có làm cháu sợ. Kha mời ông Phúc cùng cái thầy trò Tư vào nhà rồi đóng cửa. Ông Phúc tiếp tục câu chuyện. Gần đây chắc cậu cũng đã biết chuyện xảy ra ở trong làng. Tôi không có dòng do nữa. Đây chính là hai thầy trò người Trung Quốc mà cả làng đang tìm đó. Kha hốt hoảng vội đứng dậy. Nhưng ông Phúc nói tiếp, nhưng tôi xin lấy mạng sống của vợ con của tôi ra bảo đảm họ là người tốt. Những vết thương ở trên người họ chính là do họ đã liều mạng giết con quỷ. Này, dân làng vẫn muốn tìm giết người đã cứu cả làng. Căn nhà của tôi có lẽ sắp tới họ sẽ tìm đến. Không còn nơi nào nên tôi muốn đưa họ đến đây. Mong cậu làm Phúc giúp giùm thầy trò họ qua vài ngày đi, rồi tôi sẽ đưa họ đi. Không thể để làng này giết chết những người đã cứu chúng ta được đâu. Tuy không hiểu lắm, nhưng Kha đỡ ông Phúc ngồi dậy rồi đáp, bác đừng có làm như vậy, chỉ cần là người bác tin tưởng thì cháu sẽ giúp hết sức của mình. Chỉ mong mọi người đừng có chê nhà cháu nghèo, vừa bẩn vừa hôi thối nữa, chịu ở là cháu mừng lắm rồi. Ông Phúc nhìn trời lúc này đã sáng tỏ. Vậy trăm sự nhờ cậu, chỗ tiền này cậu cầm lấy mua thuốc men, đồ ăn, đồ uống cho hai thầy trò. Bây giờ tôi phải về nhà ngay, trong nhà còn dương nhiều vết máu lắm. Cúi đầu lạy thầy Tàu, ông Phúc chạy vội ra khỏi nhà Kha, men theo con đường đầy cỏ dại mọc thành bụi thành bờ quay lại nhà của mình. Chạy về tới nhà, ông Phúc lay quay tìm cách lau sạch vết máu còn dương trên sàn. Nhưng không được, do máu đã khô ở trên nền xi măng nên rất khó mà chà sạch. Trong phòng thầy Tàu còn dương giải nào là bông băng thuốc men. Nếu bây giờ dân làng mà đến đây kiểm tra, e rằng không có cách nào mà giải thích.
nhìn lên trên bàn uống nước có con dao nhỏ. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Ông Phúc run rẩy cầm con dao rồi đặt bàn tay trái của mình xuống bàn. Nuốt nước miếng, bàn tay run lên vì sợ. Ông Phúc nhắm mắt nghiến răng, giơ cao tay phải đang cầm con dao lên rồi hét lớn một tiếng. Phập một cái, con dao nhọn đâm thẳng xuống mặt bàn, xuyên qua lòng bàn tay trái của ông Phúc. Nghiến răng, toát mồ hôi hột trong đau đớn. Ông Phúc rên rỉ khóc thành tiếng, rồi rút mạnh con dao, khiến máu bắn ra tung tóe, mặt mũi xanh lét tái nhợt. Ông để máu chảy khắp sàn nhà, rồi cầm con dao đi vào trong phòng lau sạch. Sau đó, ông ngồi đúng chỗ Tư hồi nãy, cắn răng chịu đựng, xé bông gạc băng bó vết thương nơi lòng bàn tay trái, với mục đích tạo hiện trường giả mà giống thật. Đang băng bó vết thương thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa. Không ngoài dự đoán của thầy Tàu, người gọi cửa chính là ông Phát, trưởng làng. Ông Phúc có nhà không? Mở cửa ra tôi có chút chuyện coi. Nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, ông Phúc đáp. Có đây, có chuyện gì mà gọi cửa sớm vậy? Đợi tôi một chút. Ui da, đau chết được đó. Lạch cạch một tay, mãi mới mở được cửa. Ngay lập tức, ông Phát đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một lượt như đang dò xét điều gì. Thấy máu vương vãi trên nền nhà, lại thêm nước chảy linh láng, ông Phát bèn hỏi. Sao máu ở đâu mà nhiều quá vậy? Nhà ông có chuyện gì xảy ra hay sao? Ông Phúc lúc này mới đưa bàn tay trái được băng bó, nhưng máu vẫn thấm ra ướt đẫm cả miếng gạt. Đầy kêu đầu nữa. Đêm qua tôi bị thương lúc đi cùng với cậu Bảo ra chỗ gò đất. Máu chảy từ đó về đến nhà luôn. Mai sau vẫn còn giữ được mạng. Lúc này, ông Phúc thấy bên ngoài có một số thanh niên đang đứng canh chừng. Ông Phát bước hẳn vào trong gọi lớn. Thằng Bảo với hai thằng nữa vào đây coi. Tay chân như vậy không đi ra chỗ thầy thuốc người ta chữa cho, nhiễm trùng chết đó. Ông Phúc mặc dù đang đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ướt áo, mặc dù đang là mùa lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười. Thì tôi cũng đang định chờ trời sáng mới đi thì mọi người tới nè. Mà tôi đau quá. Mà quên, anh đến đây có chuyện gì vậy? Ông Phát kêu thằng Bảo lại rồi nói. Sáng sớm nay tôi có nghe thằng Bảo nói lại chuyện đêm qua. Từ việc ông nhìn thấy lão thầy Trung Quốc cho đến việc ông nghi ngờ nhà vợ chồng Điền Tú xảy ra chuyện. Rồi cả chuyện ông biết cái gò đất là nơi con bé nó chạy đến nữa. Lẽ ra tôi phải tìm đến ông sớm hơn. Nhưng do còn phải đến nhà vợ chồng Điền Tú xem xét thực hư như thế nào nên bây giờ tôi mới tới. Ông Phúc vội hỏi đánh trống lảng. Người nằm trong nhà có phải là vợ chồng Điền hay không? Ông Phát gật đầu. Đúng vậy, chết thảm lắm. Hai mắt thì bị móc hết rồi, nhận không có ra được nữa. Đáng sợ hơn là hai quả tim của hai vợ chồng đều bị moi ra. Một quả dường như đang bị ăn dở, cho nên chỉ còn một nửa thôi. Nhìn cái cảnh đó, tôi xém nữa là chết ngất luôn đó. Xác mới chết đêm qua thôi, mà bây giờ đã bốc mùi hôi thối khắp nơi rồi kìa. Nghe thằng Bảo nó nói, do đứa con gái quay về ăn thịt người, mà tôi rùng hết cả mình luôn. Nghe nói lúc đó nhìn nó đáng sợ lắm phải không? Ông Phúc đáp ngay. Tôi còn sợ đến bất động luôn. May có thằng Bảo nó kéo đi không là chết rồi. Ông Phát lúc này làm mặt nghiêm trọng. Ông Phúc nè, đúng ra tôi không có nên hỏi ông câu này. Nhưng rõ ràng đêm qua ông như tiên đoán được trước mọi việc. Những nơi ông tới đều liên quan đến cái chết của người trong làng. Có phải ông đang giấu tôi cái điều gì không? Ông Phúc có thoáng giật mình, nhưng từ khi thầy Tàu chỉ điểm, ông đã suy nghĩ đến những câu hỏi như vậy rồi. Ông định trả lời thì Bảo hỏi. Mà sao tay bác lại bị thương vậy? Lúc đi với cháu đâu có sao đâu. Ông Phúc trả lời. Lúc cậu chạy đi báo trưởng làng, tôi thấy ở ngay chỗ cái mép con mương có thứ gì nó phát sáng nên tò mò cúi xuống lụm. Nhưng lúc đó bỗng dưng mặt đất chuyển động, tôi xém nữa thì lao đầu xuống con mương. Quãng qua tôi đưa tay về phía trước chống đỡ, thì bị một cây tre nhọn không hiểu sao, nó lại được cắm ở cái bờ mương, đâm cho thủng cả tay.
nghiến răng chịu đựng, đau gần chết luôn, tôi mới về được đến nhà đó chứ. Thằng Bảo thở dài. Bác đúng là, cháu kêu đi về với cháu thì không có nghe. Ở đó sợ vậy mà bác còn dám tò mò nữa. Trách sao ở trên đường đến đây thấy máu chảy dương dãi khắp nơi à. Đến trước cửa nhà bác thì hết, cho nên cháu mới nghĩ bác bị làm sao rồi. Ông Phúc cười gật đầu, rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của ông Phát. Đêm hôm qua, tôi nhìn thấy ông thầy Trung Quốc là thật đó. Tôi đi theo ông ta, thì thấy ổng đi vào cái khu nhà của Điền rồi biến mất. Sợ quá, tôi mới chạy đi tìm đám thằng Bảo. Không phải hôm trước nhà Điền ăn mừng với con bé gái tìm được về rồi hay sao? Cho nên tôi nghĩ ngay đến chuyện, có khi nào lão thầy Tàu đó quay lại bắt con bé. Nhưng khi tôi với thằng Bảo phá cửa vào thì không phải, chỉ có con bé nó đang ngồi ăn tim của bố mẹ nó thôi. Lúc đó tôi sợ gần chết luôn, nó còn lao vào tôi nữa, nhưng mà... Nhưng sao? Ông Phát gặng hỏi. Lúc này Bảo mới trả lời. Nhưng lúc đó có tiếng gà gáy, cho nên nó nhảy qua giường chạy theo cánh đồng biến mất luôn. Ông Phát hỏi tiếp. Sao ông biết nó chạy về chỗ gò đất mà kêu thằng Bảo nó đến đó? Ông Phúc thở dài. Cũng không giấu gì ông, cái gò đất đó mấy hôm trước tôi có nghe được bà Hàng Nước nói, chỗ đó là chỗ của nhà sư trụ trì hồi trước chuyển mộ của hai người ăn trộm về chôn cất, nhưng không có lối đi sang phía gò, cho nên tôi chưa xác nhận được là thật hay giả. Hôm sau ông đến đây muốn mời thầy về làm lễ, lúc đó tôi cũng quên mất luôn, mà cũng do hôm đó trời mưa có đi được đâu. Đêm qua nhìn thấy đứa bé đó nó chạy ra cánh đồng, mà hướng đó là hướng khu đất chung của hai làng, nên tôi mới đoán nó chạy về cái chỗ gò đất đó. Ông Phát bực tức. Trời đất ơi, sao chuyện quan trọng như vậy mà ông lại có thể bỏ qua được chứ? Vậy mà tôi cứ tưởng... Ông Phúc giả bộ hỏi. Ông tưởng cái gì? Ông Phát cười trừ đáp. À, không có gì. Cũng tại lo lắng suy nghĩ quá thôi mà. Mà thật sự cái gò đất đó có vấn đề à? Lúc tôi tới đó thì cả cái gò đất cao vậy mà biến mất không còn lại cái gì. Bảo vội vàng kể lại. Dạ, đúng đó trưởng làng. Lúc đó chính mắt cháu đã nhìn thấy mặt đất rung chuyển, cả cái mương nước chảy xiết nó còn tạo thành dòng xoáy. Đất ở trên gò nứt toát rồi dở vụn ra, xong bị dòng nước nhấn chìm. Nếu như không có tận mắt chứng kiến, có lẽ kể ra cũng không có ai tin. Tới bây giờ cháu vẫn còn hoang mang đây nè. Khi nhìn thấy đứa bé gái đứng ở trên cái gò mà nó rã ra từng mảng thịt đó. Ông Phát đăm chiêu. Nhưng nếu gò đất đó là ngôi mộ do sư trụ trì chôn cất thì đâu có liên quan gì đến lão thầy người Trung Quốc kia. Lão ta chỉ mới xuất hiện ở cái làng này được hơn tuần chứ mấy. Vậy thì lạ quá. Không bỏ lỡ cơ hội để minh oan cho thầy trò Tư, ông Phúc đứng bật dậy đập tay xuống bàn mà quên mất mình đang bị thương. Đúng vậy. Đau quá. Ông nói chí phải. Đêm qua tôi còn cứ ngỡ là do ông ta. Nhưng đến khi nhìn thấy thì không phải. Cả đêm tôi suy nghĩ có khi nào ông thầy người Tàu đó lại là người đang cố giúp cho làng mình không? Ông nghĩ lại mà coi. Cái ngày mà ông ta đi xin dán lá bùa vào nhà cho mọi người, đến bây giờ có những nhà vẫn còn nguyên bùa đó, mà gia đình họ con cái trẻ nhỏ có làm sao đâu. Điều đó chứng minh ông ta không phải dán bùa để hại người. Rõ ràng là nhà đầu tiên chửi bới không cho dán bùa, nên đêm đó hai đứa con mới mất tích. Còn nhà Điền cũng không có bùa. Nếu bùa là hại người, thì tại sao những nhà dán vẫn bình thường, vô sự? Quả nhiên, điều ông Phúc nói khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Ông Phát lập tức cho đám thanh niên đi xác nhận lại những ngôi nhà vẫn còn để bùa của thầy Tàu. Nhưng nếu không phải là ông thầy Trung Quốc thì ai? Ông Phát hỏi tiếp. Ông nói có lý, nhưng nếu vậy kẻ nào đã gây ra những cái chuyện này? Lúc này, ông Phát mới trả lời. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngôi chùa ma, không phải sao? Ông thử sâu chuỗi lại mọi chuyện mà coi. Làng mình xuất hiện ma quỷ chỉ bắt đầu từ khi hai tên ăn trộm treo cổ ở gốc cây Hoa Đại. Sau khi chôn cất thì ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Dù đã chuyển mộ, nhưng ngôi chùa vẫn hiện hữu ma quỷ. Không ai lui đến, dần dần thành chùa ma. Sau khi chuyển mộ một cách đầy bí ẩn đến một nơi bí mật,
thì cả làng có ai thấy sư trụ trì nữa hay không. Ai cũng nói ông ta đã chết, nhưng không ai chứng thực được. Vậy mà... Ông Phát toát mồ hôi lạnh sau những câu nói của ông Phúc. Nhưng từ khi hai tên ăn trộm treo cổ chết ở trong chùa, ngôi làng đã phải sống chung với cái thứ ăn tim người đáng sợ mà người ta gọi là ma quỷ. Ông Phát dần dần mường tượng ra câu chuyện trong suốt những năm qua. Thấy ông Phúc vẫn chưa nói xong, ông Phát nói tiếp. Kìa, ông nói đi chứ, sao lại dừng lại? Ông Phúc tiếp tục. Vậy mà trước hôm làng xảy ra chuyện, có người đi qua chùa nói là thấy ông già, già lắm, mặc áo thầy tu đứng trong sân chùa đó. Nghe đến đây, ông Phát nổi da gà lắp bắp. Không thể nào, không thể. Bây giờ, ông Phúc mới nhẹ nhàng đáp. Tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng tại sao chúng ta lại đi tìm những cái thứ có vẻ không có liên quan đến làng? Trong khi ngôi chùa đó là bắt nguồn tất cả mọi chuyện thì ông lại bỏ qua. Ông Phát sợ hãi trả lời. Không phải... Bao năm qua không ai dám đến gần ngôi chùa đó vì nó là chùa ma hay sao? Ông Phúc cười phá lên. Trong làng xảy ra chuyện ma quái, vậy mà ông cùng với dân làng lại bỏ qua chính cái nơi mà ma quỷ đang cư ngụ, rồi đổ tội cho những người khác trong khi không có bằng chứng. Ông có nghĩ chuyện này có đáng cười hay không? Có đáng cười lắm hay không? Ông trưởng làng cúi mặt xuống vì ông Phúc nói câu nào cũng đánh đúng vào cái yếu hèn của những con người có mặt ở đó. Phải rồi, cái nơi mà mọi người cho là ma quỷ suốt 3 năm nay thì lại không ai dám nhắc đến. Cho dù trong làng người lớn, trẻ em bị ma quỷ giết hại, dân làng đã quá ích kỷ. Họ lợi dụng sự đau thương, sự mất mát để đổ tội lên cho những người không phải là người làng ở đây để mong sao cứu vớt lại một chút lương tâm thối nát của họ. Ông Phúc nhớ lại lời của thầy Tàu từng nói. Đó là bản ngã của con người. Khi quá đau đớn vì một chuyện gì đó thì người ta sẽ mù quáng. Trong đầu của họ chỉ nghĩ đến việc trả thù. Sự trả thù giúp cho họ tin rằng sẽ giúp lương tâm của họ bớt cắn rứt hơn. Giúp cho người chết phần nào an ủi. Lúc chưa biết ai để trả thù thì họ sẽ tự tạo cho mình một kẻ thù rồi bám vào cái ảo tưởng đó làm mục tiêu. Thì ra là như vậy. Đó chính là lý do tại sao người ta thường nói đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ma quỷ nhiều loại không thể giết được người, nhưng một người thì lại có thể giết được nhiều người. Cười lớn xong, ông Phúc không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống từng hàng. Hai con người đã liều mạng cứu cả làng, hiện giờ đang bị thương nặng, sống nay chết mai không rõ. Vậy mà phải trốn chui trốn nhủi, bởi vì chính cái đám người không hiểu biết họ đang truy bắt. Cả đám người không ai dám ngẩng mặt lên vì họ sợ. Một nỗi sợ đã bị con quỷ nó gieo rắc vào đầu từ nam phụ lão ấu trong cái làng suốt những năm qua. Lau dội nước mắt, ông Phúc hỏi. Bây giờ, ông trưởng làng đã biết mình phải làm cái gì chưa? Ông Phát lúc này gật đầu nói với Bảo. Chỗ này tập hợp mọi người, chúng ta sẽ đến ngôi chùa ma. Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cái câu chuyện ma trong làng này. Bảo lập tức dâng lời, rồi chạy đi thông báo cho mọi người ở bên ngoài. Còn lại 2 người, ông Phát mới hỏi. Tại sao ông lại biết những cái chuyện này? Ông Phúc cười cười. Tôi biết hay không biết, không có quan trọng. Quan trọng là làng mình đã được cứu, chỉ vậy thôi. Ông Phát im lặng, không hỏi gì thêm, lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Được mấy bước, ông quay lại nói. À, vết thương của ông vẫn chảy máu đó, mau đi tìm thầy thuốc đi. Ông Phúc mỉm cười, gật đầu. Có thể họ sẽ tìm được cái thứ gì đó ở trong ngôi chùa, hoặc có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn, khi họ dám đặt chân đến ngôi chùa, cũng có nghĩa từ nay nỗi sợ hãi mang tên ngôi chùa ma đã biến mất. Không, nó giống dĩ đã biến mất từ khi đứa bé quỷ chết đứng ở trên gò đất rạng sáng hôm nay. Chỉ có điều, sự sợ hãi mà nó hằng sâu trong sâu thẳm ý thức của dân làng thì vẫn còn, nếu như mọi người vẫn sợ ngôi chùa đó. Dân làng này không chỉ nợ 2 thầy trò họ mạng sống, nó còn thiêng liêng hơn như vậy nữa.
Ông Phúc đã hiểu ra câu nói mà nhiều năm trước khi cùng vợ về quê ngoại giảng cảnh chùa. Có một vị cao tăng đã nói, ông Phúc không nhớ chính xác, nhưng nôm na là ma quỷ không đáng sợ. Có, ma quỷ đáng sợ, nhưng ma quỷ chỉ tồn tại được khi con người nghĩ nó đáng sợ. Vậy là chúng ta đang sợ chính chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta khiến ma quỷ trở nên đáng sợ. Và giờ đây, dân làng này đã được thầy Tàu dẹp đi nỗi sợ về ma quỷ đó. Ông Phúc nghĩ, có lẽ như vậy đã minh oan được cho thầy trò Tư. Ông toan chạy ra sau giường, định men theo lối mòn đi đến nhà của Kha, thì bỗng nhiên ông khựng lại. Con mèo đen ma quái kia, nó đang đứng chễm chệ giữa cửa sau, nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như máu. Ông Phúc định tiến thêm một bước, thì nó xù lông kêu lên ghê rợn. Rõ ràng là nó không muốn cho ông Phúc bước ra khỏi cửa. Nó cứ đứng đó, càng lúc càng hung dữ. Rốt cuộc, con mèo kỳ quái này là cái thứ gì? Tại sao nó vẫn còn lai vãng ở đây? Bình thường nó chỉ đứng trên xà nhà nhìn xuống hoặc nhảy qua nhảy lại nơi bờ tường. Tại sao hôm nay nó lại trở nên hung dữ như vậy? Ông Phúc chụp lấy cái chổi quét nhà, giơ cao lên, miệng chửi. Cái con mèo chết tiệt này, ta đập chết mày! Vừa nói, ông Phúc vừa chạy tới, cầm cái chổi đập túi bụi. Nhưng nó nhanh như cắt, nhảy nhanh cao lên, tránh khỏi những đòn đập. Từ trên cao, nó vẫn kêu gào những âm thanh gai người. Mặc cho nó ở đó, ông Phúc định chạy đến nhà của Kha. Nhưng có tiếng gọi từ phía sau khiến cho ông giật mình quay lại. Bố ơi, bố đang làm cái gì đó? Giọng con gái của ông Phúc, liền ngay sau đó là giọng của vợ ông. Ông đang làm cái gì ở đằng sau vậy? Trời ơi, sao nhà lại toàn là máu vậy nè? Ông Phúc ơi! Vậy là vợ con của ông đã quay về. Chép miệng, ông Phúc quay trở vào trong nhìn vợ con mừng rỡ. Tôi không sao, bị thương một chút đỉnh thôi. Mà sao bà lại dẫn con về đây? Vợ ông Phúc đáp. Tôi đi cũng mấy hôm rồi, không có tin tức gì, lo chết đi được luôn đó. Tôi định về một mình thôi, nhưng con nó nhớ bố, nó đòi về theo. Dù sao đi nữa, nơi đây vẫn là nhà của mình. Ông có mệnh hệ gì thì mẹ con của tôi sống làm sao được. Ông Phúc đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế thở hắt ra. Dù sao mọi chuyện cũng xong rồi, hai mẹ con về cũng không sao. Mà chuyện dài lắm, bây giờ bà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi tôi sẽ kể hết chuyện cho bà nghe. Những ngày qua ở trong làng xảy ra rất nhiều chuyện. Ơn trời, bây giờ tất cả đã qua rồi. Ông Phúc có lẽ quá mệt mỏi do mất máu, và thức trắng đêm, ông dựa vào ghế ngủ thiếp đi, để cho vợ con dọn dẹp lại những gì còn dưng dãi sau đêm qua. Đúng vậy, con quỷ đã bị giết, nhưng ở trên xà nhà kia, con mèo đen nó vẫn còn tỏ ra hung dữ, nay đã nằm gọn ghẽ, hướng đôi mắt đỏ nhìn xuống bên dưới như đang chờ đợi một điều gì đó. Sau khi ông Phúc ra về, Từ nhìn thầy Tàu có điều gì đó hơi khác. Ông thầy nhìn xung quanh nhà một lượt rồi hỏi Kha. Cho người lạ như chúng tôi ở như vậy, lại còn là người bị dân làng truy bắt, cậu không thấy sợ à? Dân làng gọi tôi là thầy bùa ma quỷ đó. Kha rót nước mời thầy Tàu vừa đáp. Nếu như bác Phúc đã đứng ra nói, thì dù hai vị có là ai, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Hơn nữa, bác Phúc còn lấy cả vợ con ra thầy đọc, đủ biết bác tin tưởng kính trọng hai vị như thế nào. Trong làng này ai nói sao cũng được, nhưng chỉ duy nhất bác Phúc nói là tôi không bao giờ nghi ngờ đâu. Rót nước xong, Kha mới nhớ ra hai tay thầy Tàu không có cử động được vì vết thương nặng. Từ dội cúi xuống bưng nước cho sư phụ. Từ hỏi Kha. Sao anh lại tin tưởng ông Phúc như vậy? Kha mỉm cười đáp. Bác Phúc là ân nhân của gia đình tôi. Năm mẹ tôi chết, đất đai nhà cửa bị chủ nợ đến thu sạch. Bản thân chúng tôi không còn có chỗ mà dung thân. Mẹ chết, xác lại lạnh cống, mà không có tiền lo đám ma chôn cất. Nhờ ơn trời,
Khi đó, bác Phúc nghe tin nên tìm đến tận nơi ra tay giúp đỡ cho mẹ tôi một cái đám tang chu toàn. Phận làm con, nghĩa tử là nghĩa tận. Không có bác Phúc, chắc cả đời này dù có chết xuống suối vàng, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ nữa. Thầy Tàu hỏi tiếp. Nhưng ta thấy ông Phúc nói cậu là ân nhân của ông ta mà, có thể kể ta nghe được hay không? Kha trả lời. Dạ được chứ, chuyện đó cũng lâu lắm rồi, cũng là tình cờ thôi. Hồi đó bác gái đang mang thai, chừng đâu còn 3 tháng nữa là sanh. Nhưng hôm đó bác Phúc lại ở ngoài cửa tiệm, bà giúp việc thì chậm chạp nên bác gái đành đi ra ngoài mua đồ gì đó. Không may trượt chân té. Vừa đúng lúc tôi đi qua thì thấy máu chảy ra giữa 2 chân của bác gái. Lúc đó cũng có người xung quanh nhưng ai cũng rối rít không biết làm sao. Vậy là tôi bồng bác gái chạy dội đến nhà của thầy thuốc. Về sau thầy thuốc nói tuy có động thai nhưng may đưa đến kịp nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Từ đó bác Phúc lúc nào cũng nhắc đến cái chuyện này rồi gọi tôi là ân nhân. Trong khi bao năm qua bác ấy vẫn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Từ chăm chú lắng nghe, thanh niên tên Kha này cũng thuộc dạng người tốt, có lòng nhân hậu, lại biết nhớ ơn. Kha nói tiếp. Ngay cả ngôi nhà hay gì đang ngồi đây cũng là do bác Phúc bỏ tiền ra mua lại, rồi còn cho tôi thêm tiền để sửa sang xây mới. Nếu không có bác ấy, giờ đây có lẽ tôi cũng lang thang bỏ làng mà đi rồi. Mà chắc gì đã còn sống chứ. Gian dưới kia là vợ tôi đang ở. Từ ngạc nhiên. Ủa, anh có vợ rồi hả? Xin lỗi, thầy trò tôi làm phiền gia đình quá. Cũng tại không có thấy chị nhà xuất hiện cho nên tôi hơi vô ý chưa có kịp chào hỏi. Kha xua tay cười. Dạ, không có sao đâu. Tôi cũng quên không có nói. Vợ tôi đang mang thai. Hơn tuần nữa là sanh rồi. Nhà tuy cũ nhưng cũng rộng, hai vị cứ ở trên này không có vấn đề gì đâu. Gần sinh nên tính tình vợ của tôi cũng thay đổi nhiều lắm. Phụ nữ mang thai hình như ai cũng vậy mà, hay cáu gắt, không có thích bị làm phiền, khổ vậy chứ. Tư cười đồng tình, vì chuyện đàn bà sanh đẻ thì Tư đã được nghe nhiều, cáu gắt là còn nhẹ, chứ ở làng Tư có bà sanh cứ nhìn chồng là chửi, đánh. Cho nên các cụ bí giòn, đàn bà chữa nó dữ như chó đẻ. Tuy nhiên, thầy Tàu dường như không có phản ứng gì trước điều Kha vừa mới nói. Hình như ông đã biết cái chuyện này từ khi đặt chân vào trong nhà. Bây giờ, trời cũng đã sáng hẳn, Kha liền thưa. Bác Phúc có đưa tiền cho tôi đi chợ mua đồ, mua thức ăn cho hai vị luôn. Bây giờ cũng tiện tôi phải đi mua đồ ăn cho vợ. Hai vị cứ ở trong nhà, tôi gọi hắn mở cửa ngay. Có hai vị ở đây vợ tôi sắp sanh, tôi có ra ngoài cũng yên tâm. Tôi đi một lát rồi tôi về liền. Tư gật đầu chào Kha, đợi Kha ra ngoài Tư mới khép cửa lại. Bình thường thì thầy Tàu rất khách sáo khi ai đó giúp đỡ mình. Nhưng thái độ hôm nay của thầy không có bình thường. Tư bèn hỏi. Sư phụ, có cái gì khó chịu trong người phải không? Hôm nay con thấy thầy cư xử lạ lắm đó. Thầy Tàu im lặng, đưa mắt về phía gian nhà dưới đang đóng cửa kín mít mà lắc đầu. Tư không hiểu gì, vẫn ngơ ngác ngạc nhiên. Thầy Tàu ra hiệu cho Tư bước ra ngoài sân. Ta nói cho con chuyện này, nhưng con tuyệt đối không được hấp tấp, nhất là không được tỏ thái độ gì ra bên ngoài. Tư gật đầu nghe thầy Tàu tiếp tục, ghé sát tai Tư, ông nói. Trong nhà này có người chết. Tư giật mình lạnh gáy. Sao thầy biết? Mà nhà này chỉ có hai vợ chồng của Kha, vợ anh ta đang mang bầu thì ai chết? Thầy Tàu nheo mắt ra hiệu cho Tư phải bình tĩnh. Chưa biết là ai chết, nhưng từ khi bước chân vào nhà này, ta đã cảm nhận thấy cái mùi tử thi rất nồng nặc. Người này chết ít nhất đã hơn 1 tháng nay, còn lý do vì sao chết đó thì ta không có rõ. Chỉ biết nếu trong gian nhà dưới kia không còn ai khác, thì khả năng người đã chết đó chính là vợ của Kha. Tư toát mồ hôi lạnh. Nhưng nếu vợ chết sao anh ta lại không biết? Còn nữa, anh ta đã nói vợ đang mang bầu mấy ngày nữa sẽ sanh mà.
Chuyện này không thể nào đâu thầy ơi. Thầy Tàu lắc đầu. Ta biết rất là khó tin, nhưng đó là sự thật. Chính vì vậy, hồi nãy ta mới hỏi chuyện Kha. Qua cách nói chuyện, ta biết anh ta không có nói dối. Anh ta đúng là người tốt. Vậy cho nên những lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật. Vậy tại sao thầy lại nói vợ anh ta đã chết? Kha nói trong nhà chỉ có hai vợ chồng, không có lý do gì anh ta phải nói dối hoặc che giấu một cái xác cả. Vì nếu như anh ta là người xấu, có giết người thì anh ta sẽ không để chúng ta ở lại đây. Ta chỉ đoán đó là vợ Kha thôi. Nhưng thực tế vẫn còn một chút sự sống. Tuy nhiên, mùi tử thi phát ra từ gian phòng không thể nhầm lẫn được. Chính vì vậy, ta cũng rất hoang mang với cái chuyện xảy ra trong nhà này. Ta đang nghĩ có nên nói với Kha hay không, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Từ thấy quả thật rất khó hiểu. Tại sao trong gian nhà lại có mùi tử thi, lại vừa có một chút sự sống? Hai điều này nó cứ mâu thuẫn với nhau. Từ nảy ra một suy nghĩ. Hay có khi nào vợ chồng họ giết ai đó rồi giấu xác ở trong nhà hay không? Vì vậy mà cô vợ không có dám ra ngoài. Thầy Tàu lắc đầu. Nhưng ta biết đây không phải là xác chết, nó là một con quỷ nhập tràn. Từ lúc này mới thật sự là hoảng sợ. Chắc chắn từ biết sư phụ không hề nói chơi. Từ trước đến bây giờ không bao giờ ông đem chuyện ma quỷ ra đùa. Hơn nữa, sự việc vừa xảy ra khiến cho hai thầy trò xém nửa mất mạng. Hơn ai hết, Từ biết sư phụ của mình đang nghiêm túc hơn bao giờ. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào nhà, thái độ của ông rất khác lạ. Nhưng ông không nói với ông Phúc và Kha cái chuyện này vì ông đang có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự, sau khi con quỷ vừa bị giết, hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này thôi. Vậy mà giờ đây, thầy Tàu nói trong nhà có quỷ nhập tràn. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà tin được. Vừa lúc đó, thì Kha quay về, trên tay xách rất nhiều đồ ăn. Hai con gà, thịt bò, thịt heo, đủ cả. Từ nhìn thấy bèn nói. Sao em lại mua nhiều đồ như vậy? Mua nhiều vậy thì tiền ở đâu ra chứ? Đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi, lo cho hai vị. Nhưng nói thật là tôi cũng không có phải dạng chi tiêu quá đà đâu. Không có giấu gì anh. Bình thường vợ của tôi cũng đã ăn hết một con gà với cái chỗ thịt này rồi. Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút nữa thôi. Từ há hốc miệng ngạc nhiên. Cái gì? Vợ của anh ăn hết một con gà lại còn từng này thịt nữa? Anh có nói giỡn không đó? Kha đáp. Tôi nói dối anh làm cái gì? Ngày trước cô ấy không có ăn nhiều như vậy đâu. Không hiểu sao một tháng trở lại đây lại ăn không có biết no là cái gì nữa, mà lại không có chịu đi ra ngoài, cứ ở lì ở trong phòng. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút trò buổi tối thôi. Vợ tôi kiên cử ghê lắm, hỏi thì nói ăn cho cả con, với lại sắp sinh cho nên tránh ra ngoài sợ gió mấy. Tôi nghĩ vợ nói cũng phải nên cũng nghe theo. Ngày ngày tôi phải đi làm kiếm tiền chứ, không ngờ vợ chữa lại tốn kém đến như vậy đó. Từ chép miệng chèm chẹp. À, anh đúng là cực khổ. Mà anh đi làm thì ai nấu nướng cho vợ anh ăn? Kha lại cười. Hồi trước toàn là tôi nấu thôi. Nhưng từ đợt khó ở lại chê tôi nấu ăn không có được ngon. Nhà có hai vợ chồng, nếu chê thì cô ấy tự nấu chứ ai nữa. Đồ ăn tôi mua về để ở dưới bếp cô ấy tự nấu ăn mà thôi. Lúc đầu tôi cũng lo. Nhưng sau mấy ngày thì thấy cô ấy tự lo được mà tôi lại rảnh để đi làm. Cho nên cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt. Chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ, ngồi còn khó, nói gì là đi đứng. Đem đồ ăn xuống bếp, Kha rửa tay rồi nói với thầy trò Tư. Bây giờ tôi phải đi làm rồi. Nhà cửa có cái gì đó thì cứ hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cho cô ấy làm gì thì làm. Cũng nhờ hai vị trông chừng giùm một chút. Tính ra có hai vị đến đây lại là thân tình với bác Phúc nữa, tôi lại yên tâm hơn. Thầy Tàu nói với Kha, sao cậu không có nghỉ làm để chăm sóc cho vợ một vài ngày nữa xem sao? Kha đáp ngay. Lúc đầu con cũng nghĩ như vậy, nhưng vợ con nói không có sao, mà còn tiền ăn hàng ngày
rồi tiền chuẩn bị sinh nở nữa. Ông thấy đó, nhà tôi làm gì có của để dành. Biết là khổ cho vợ, nhưng không đi làm lấy tiền đâu ra. À, làm phiền hai vị nghe, tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho nhà người ta đám ruộng, chắc phải hết ngày mới xong được. Nói xong, Kha dội xách cuốc xách xẻng, rồi bước dội ra ngoài. Thầy Tàu nói với Tư. Anh ta đã nuôi con quỷ cả tháng này rồi, thật là đáng thương. Nếu để lâu hơn, chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang suy nghĩ, lẽ ra ta sẽ ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng, bởi anh ta thật sự là người tốt. Tư lùi lại xua tay. Nhưng không phải thầy nói trong đó vẫn có chút sự sống mà. Thầy ơi, đừng có làm. Thầy không thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con ra đời hay sao? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ, cho con. Tư bật khóc. Tư biết mình đang cố nói những cái lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Tư chắc chắn lời thầy nói không sai. Nhưng sao gia đình này lại rơi vào cái nghịch cảnh như vậy? Tư cố gắng gian xin. Con nghĩ cô vợ không phải là quỷ đâu. Chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy à. Hay thầy thử gọi cô ta ra hỏi thêm sau, hoặc hỏi Kha trước cái đã. Thầy Tàu nhìn Tư lắc đầu. Đến bây giờ thì ta đã chắc chắn cô vợ Kha là một con quỷ nhập tràng. Con cũng đã biết điều đó mà. Nếu bây giờ ta ép buộc cô ta ra, thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Khi đó ta sẽ phải giết cổ. Con quỷ này đối với ta không có đáng ngại. Chỉ cần dùng mật chú của chư Phật, chú Đại Bi sẽ khiến nó phải xuất ra thôi. Từ khi bước vào nhà, ta đã cố gắng để nó không phát hiện ra ta là người biết về bùa phép kinh dịch. Bởi vì ta còn muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, cũng chính là giúp cho cậu Kha kia hiểu rõ chân tướng sự việc. Thầy Tàu hướng mặt về phía nhà bếp rồi nói. Cô ta không ăn đồ chín, chỉ ăn đồ sống, đặc biệt là máu gà, thịt gà, bởi vì cô ta là quỷ nhập tràng. Người đã chết cần phải uống máu tươi, ăn thịt sống để duy trì thể xác đang ngày ngày thối rữa. Con cũng đã nghe qua câu chuyện về quỷ nhập tràng thì con cũng biết rồi đó. Nếu không tin, trưa nay ta sẽ cho con một phép thử. Tư càng nghe càng rùng mình. Gần 12 giờ trưa hôm đó, thầy Tàu ở gian nhà trên nói giọng xuống. Vợ anh Kha ở nhà nghe, chúng tôi có việc phải đi ra ngoài một chút. Ở trong nhà dưới, quả thực có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại. Dạ, các chị cứ đi đi. Thầy Tàu ra hiệu cho Tư đi ra ngoài. Đi xa một đoạn, ông lấy trong tay nãy ra hai lá bùa, rồi kêu Tư cho vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại, rồi ngậm trong miệng. Ông tiếp tục ra hiệu cho Tư quay lại nhà của Kha, nhưng lại vòng ra lối đằng sau nhà bếp. Có một lùm cây cách nhà bếp không xa, ông kêu Tư đứng đó nhìn vào nhà bếp. Chỉ một lúc sau có một bàn tay đưa ra chỗ để thức ăn. Nhanh như cắt, bàn tay đó kéo hết cái đống đồ ăn biến mất. Thầy Tàu bước sát đến sát vách gian nhà dưới. Vách nhà đã bị mục, để lộ ra một cái dài lỗ hổng. Thầy Tàu nói với Tư. Bước nhẹ thôi, con nhớ không được hoảng sợ khi chứng kiến cái cảnh sắp xảy ra đó nghe. Tư hồi hộp bước theo thầy Tàu, hai tay vẫn ép chặt lá bùa. Tiến đến sát vách, thầy kêu Tư nhìn qua cái lỗ hổng nhỏ nơi vách tường. Cảnh tượng bên trong xé một chút nữa khiến Tư ngã giật ra. Nhưng may thay, thầy Tàu đã dùng thân đỡ Tư lại. Tư hoảng sợ không nói nên lời. Biết Tư đã nhìn thấy điều đáng sợ, nên thầy Tàu ra hiệu cho Tư bình tĩnh, rồi từ từ tránh xa bức vách. Đi xa khỏi căn nhà đó một chút, Tư lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ. Tư nói với cái giọng run run. Cô ta bẻ cổ con gà rồi uống máu của nó mà. Trời đất ơi, gương mặt của cô ta lúc đó không phải là mặt của con người.
cái lưỡi dài nhóm đầy máu đỏ lòm luôn ạ. Da thì trắng bệch, đôi mắt không có lồng đen. Nhìn cách cô ta ngửa mặt lên hứng máu từ cổ con gà chảy xuống, trời ơi, ghê quá thầy ơi. Thầy Tàu đáp, bây giờ con đã tin cô ta là quỷ nhập tràng rồi chứ. Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia đó. Nhưng sau khi hoàn hồn lại, Tư lại nói khác. Con rất sợ khi thấy cảnh tượng đó, nhưng nhìn cô ta bụng mang dạ chữa, không hiểu sao bây giờ con lại thấy đáng thương. Con thương cả gia đình họ, thương Kha, thương đứa bé trong bụng. Dù biết rằng mẹ con của họ đã chết, nhưng sao con vẫn không có đành lòng. Nếu bây giờ thầy giết cô ta, liệu rằng Kha có chịu nổi cái cú sốc này hay không? Tuy rằng thầy làm vậy là cứu anh ta, nhưng thầy nghĩ xem sau khi biết vợ con mình đều đã bị chết, anh ta có sống tiếp được hay không? Chỉ nghĩ thôi mà con cũng thấy đau lòng lắm rồi. Thầy Tàu ngước mặt nhìn trời, thở dài. Số trời đã định như vậy, thì ta còn biết phải làm sao nữa. Chính vì vậy, ta vẫn để con quỷ được sống. Nhưng dù sao, ta cũng phải nói chuyện này với Kha. Sự thật là nó tàn nhẫn như vậy đó. Nhưng nếu cứ mơ hồ không có chấp nhận, thì sau này sẽ càng đau đớn hơn. Quỷ thì mãi vẫn là quỷ thôi. Giúp được nó siêu thoát cũng là một chuyện tốt. Về phần Kha, ta đã có cách. Nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì. Hồi nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn. Nếu lộ ra, chắc chắn nó sẽ tấn công chúng ta đó. Ta có thể chống lại nó, nhưng với tình trạng hiện bây giờ không nói trước được đâu. Còn con vẫn chỉ là người bình thường. Con giết được con quỷ cũng là do nó đã yếu và nhờ con dao mà sư phụ ta để lại. Nay con dao đó đã mất cùng với ngôi mộ. Nếu bị tấn công, con sẽ bị giết. Tư gật đầu vâng lời sư phụ. Phải đến chiều muộn hôm đó, hai thầy trò mới quay lại ngôi nhà. Gian phòng nơi vợ Kha ở vẫn đóng cửa kín mít. Dưới nhà bếp vẫn còn sót lại một chút đồ ăn, nhưng tất cả đã bị hư, bốc mùi hôi thối, không thể ăn được, mặc dù mới chỉ mua hồi sáng. Thầy Tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ. Gần 6 giờ tối Kha mới đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy trái bắp. Nhìn hai thầy trò, Kha cười lớn. Hai vị ăn cơm chưa? Tôi được chủ thuê cho ít bắp luộc đây nè, mọi người ăn cho vui, tôi cũng ăn cơm rồi. Đặt túi bắp xuống bàn, Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa. Vợ ơi, vợ đang uống cái gì chưa? Tôi đi nấu cái gì đó cho vợ ăn nghe. Bên trong nói đáp lại. Dạ thôi, tôi ăn no rồi, mình cứ kệ tôi. Thầy Tàu nhíu đôi lông mày nhìn Kha chăm chú. Cả ngày hôm nay, ông đã suy nghĩ và bây giờ ông quyết định nói với Kha tất cả mọi chuyện. Nhìn gương mặt chất phác hiền lành, xen kẽ đôi chút mệt mỏi của Kha sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, đôi mắt đó vẫn ánh lên tia hy vọng. Bởi đằng sau sự cố đó, Kha biết ở nhà đang có một gia đình nhỏ đang đợi anh. Tiến lại gần Kha, thầy Tàu nói. Kha nè, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được chứ? Kha cười cười. Dạ được, nhưng bây giờ ở bên ngoài trời tối nhiều muỗi lắm. Có chuyện gì thì ông cứ nói ở đây cũng được mà. Nhà có ai đâu. Thầy Tàu lắc đầu. Nếu cậu muốn biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì thì cứ đi theo tôi. Thầy Tàu bước đi trước. Kha ngơ ngác nhìn Tư không hiểu chuyện gì. Tư cũng cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt của Kha. Vì Tư biết thầy Tàu sắp nói với Kha điều gì. Kha đi theo thầy Tàu ra bên ngoài. Thấy ông cứ đứng ở một đoạn cách xa ngôi nhà, Kha vội chạy đến. Có chuyện gì mà ông phải đi ra tận nơi đây mới nói được? Thầy Tàu nhìn Kha thở dài. Tôi có điều này muốn nói với cậu, nhưng chỉ sợ cậu không có tin, mà chắc chắn cậu sẽ không tin. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ nói vì nó liên quan đến tính mạng của cậu. Cậu biết tôi làm cái nghề gì chứ? Kha gật đầu trả lời.
Tôi cũng nghe bác Phúc nói qua rồi, ông làm nghề bốc mộ, hơn nữa còn biết xem phong thủy. Đúng vậy, không giấu gì cậu. Ngoài những cái thứ đó, tôi quả thật còn là một đạo sĩ. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng gần như là cả cuộc đời của tôi là sống ở Việt Nam, lang thang trên khắp các vùng của đất nước này. Chùa nào tôi cũng tới, nơi nào tôi cũng đã dừng chân qua. Tôi làm công việc bốc mộ cũng là để an ủi linh hồn của những người đã chết. Khi nghe tôi nói những điều sắp tới đây, cậu phải thật bình tĩnh nghe không? Có gì thì ông cứ dạy bảo đi. Thầy Tàu hướng đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà, rồi hỏi Kha mấy câu. Hơn một tháng qua, vợ của cậu có điều gì bất thường phải không? Ví dụ như cô ấy đang ốm bệnh nặng, bỗng đột nhiên khỏe lại, hay có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Dạ, cũng không có đâu à. Tôi thì đi làm cả ngày, về nhà lúc nào cũng thấy vợ vẫn bình thường thôi. Chỉ có điều một tháng gần đây cô ấy ít ra ngoài, ăn nhiều hơn trước và cũng ít tiếp xúc với tôi. Nhưng những điều đó là bình thường ở mấy bà bầu mà. Thầy Tàu thở hắt ra. Kha nè, tôi biết cậu sẽ rất sốc, nhưng vợ cậu đã chết hơn một tháng nay rồi. Người đang sống trong gian nhà dưới không phải là vợ của cậu nữa, đó là một con quỷ nhập trạng. Ngày sáng nay bước chân vào nhà, tôi đã nhận ra cái mùi tử thi phát ra trong nhà của cậu. Cho đến trưa nay, Kha túm lấy cổ áo của thầy rồi hét toáng lên. Ông im đi! Ông là cái đồ thầy bùa đáng chết mà! Tại sao ông dám nói như vậy chứ? Ông cút khỏi ra nhà tôi ngay! Cút đi! Thầy lắc đầu. Đáng tiếc, bây giờ tôi không thể đi được. Thấy cậu là người tốt, nên tôi có ý muốn giúp cậu giữ lại mạng sống. Bây giờ tôi hỏi tiếp đây. Cậu thử nghĩ đi, những ngày qua có xảy ra những chuyện tôi sắp nói này hay không? Nhìn thẳng mặt của Kha, thầy Tàu hỏi. Có phải một tháng qua, ban đêm nhà cậu luôn có tiếng đổ bể, dạng như là bể chén bể dĩa, mà chuyện này chỉ xảy ra trong ban đêm. Thức ăn dù đang là mùa đông nhưng vẫn rất nhanh bị ôi thiêu. Vợ của cậu chỉ thèm ăn thịt gà. Cô ấy một tháng qua không có ra ngoài vào buổi sáng, có phải vậy không? Không có bà bầu nào lại tự giam mình ở trong một căn phòng cho tới ngày sinh nở cả. Và mỗi khi cậu vào trong phòng, cô ta luôn luôn ngồi chứ không có nằm, mặt hướng vào trong tường, đôi mắt sáng lên trong đêm tối. Có phải như vậy không? Kha bàng hoàng thả tay túm cổ áo của thầy ra, lùi người về sau hoảng sợ. Gió từ những bụi cây lùa vào khiến cho Kha lạnh toát hết cả người. Những lời thầy Tàu vừa mới nói không sai một thứ gì cả. Quả thật, một tháng vừa qua, vợ của Kha có tất cả những cái biểu hiện đó. Lúc đầu, chính Kha còn thắc mắc, nhưng vợ nói vẫn ổn, nên Kha tin như vậy. Giờ đây, nghe một lão thầy bùa chỉ vừa mới ghé qua nhà sáng nay, nhưng lại có thể đọc ra danh sách những cái thứ mà chỉ Kha và vợ biết, thì Kha không thể không tin. Chưa hoàn hồn, Kha nghe thầy Tàu nói tiếp. Đó là những biểu hiện của quỷ nhập tràng. Chắc chắn xung quanh ngôi nhà này còn có tiếng mèo kêu vào ban đêm. Nhưng vì sống ở chỗ heo hút, cây cối bờ bụi rậm rạp nên cậu không có để ý thôi. Vợ cậu đã chết hơn một tháng nay rồi. Lời của thầy Tàu nói ra như sấm động bên tai. Kha gục hẳn xuống, miệng lắp bắp. Không thể nào. Ông là kẻ nói dối. Tôi không tin ông. Tôi không tin. Kha dùng dậy bỏ chạy vào nhà. Nhưng ngay lập tức Kha bị một người giữ chặt lại rồi đánh ngất xỉu. Đó chính là Tư. Đoán trước được chuyện này xảy ra nên thầy Tàu đã cẩn thận dặn Tư. Nếu Kha mất bình tĩnh, lập tức phải ngăn anh ta lại. Sau khi Nga ngất đi, khoảng 5 phút sau, thầy cho Kha ngửi cái cục có cái mùi thơm như lần trước dùng với con của ông Phúc khi lấy máu còn bé.
Một lát sau, Kha tỉnh lại, thấy mình vẫn đang ở bên ngoài nhà. Kha sợ hãi. Hai người định làm gì gia đình tôi? Tôi van xin các người, đừng có giết vợ con của tôi lại các người đó. Kha quỳ xuống dập đầu đến rỉ máu trán. Từ ngăn lại, rồi ghì chặt Kha ròng ròng nước mắt. Anh Kha, anh bình tĩnh lại đi. Tôi biết chuyện này với anh còn đau đớn hơn cả cái chết nữa. Nhưng đó chỉ là sự thật. Trưa nay, tôi cũng như anh không có tin những lời sư phụ nói. Tuy nhiên, khi tôi tận mắt chứng kiến vợ anh bẻ cổ con gà uống máu, rồi xé xác con gà nhai sống, lúc đó tôi cũng sợ đến không có cử động được. Anh nghe tôi nói đi, nghe tôi nói đã. Kha dừng lại, nhưng nước mắt hai hàng. Từ nói tiếp. Tôi và sư phụ đã giết con quỷ do tên sư trụ trì làng này yểm quá nhiều năm nay ở trong làng. Anh nhìn thấy thầy tôi đã gãy nát cả hai tay. Bản thân tôi người cũng đầy hết vết thương đây nè. Máu ở lòng bàn tay tôi vẫn đang chảy. Nếu đêm qua chậm chân một chút thôi là tôi cũng mất mạng rồi. Sư phụ tôi là người có thể nhìn thấy những cái thứ mà người thường chúng ta không có thấy được. Anh nghĩ đi. Nếu như muốn hại anh thì thầy trò tôi còn nói cho anh biết để làm cái gì. Không phải lúc anh đang vui vẻ tin tưởng chúng tôi mà chúng tôi ra tay không dễ hơn hay sao? Kha cắn răng đau đớn. Anh ta nghiến chặt môi bật máu. Đúng vậy, những lời thầy Tàu nói quả không sai. Suy nghĩ kỹ, thì nếu như ông ta muốn hại, thì lúc Kha đi làm ông ta đã hại vợ con của Kha rồi. Thầy Tàu ngước mắt lên nhìn bầu trời tối thui, chỉ có những cơn gió lạnh đang thổi lướt qua khiến cho mọi người rùng mình. Ông nói tiếp. Nếu cậu vẫn chưa tin á, thì tôi sẽ có cách này. Nhưng cách này sẽ chỉ khiến cho cậu thêm đau đớn mà thôi. Dù sao người chết cũng không có thể ở lại trần gian. Ta nói cho cậu điều này cũng là giúp vợ cậu sớm được siêu thoát. Càng lưu luyến cõi trần càng lâu, sau này cô ta sẽ càng khó được đầu thai. Mãi mãi với cái kiếp quỷ sống ở trong bóng tối không được nhìn thấy ánh mặt trời. Từ đỡ Kha đứng lên. Thầy ghé sát vào tai của Kha những điều gì đó. Nói xong, ông dặn Kha. Mọi chuyện phải thật là bí mật. Nếu như cậu bị nó phát hiện, ta không còn cách nào ngoài việc phải giết nó ngay lập tức. Bởi vì có thể nó sẽ giết cậu và giết cả thầy trò của ta nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần. Những thứ cậu sắp thấy tới đây sẽ khiến cho cậu đau hơn cả cái chết đó. Kha tiến lại gần nghe thầy Tàu trình bày. Ta sẽ bày cho cậu một vài phép thử. Trước tiên, đêm nay cậu cứ giả vờ ngủ cho thật say, ngủ như không biết gì cả. Ta dám chắc, từ 12 giờ đêm cô ta sẽ đi khỏi nhà, còn đi đâu thì cậu không được theo. Sau đó, cô ta sẽ trở về nhà trước khi trời hửng sáng. Bởi bản chất của quỷ nhập tràng chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Kha bần thần, hai tay rung lên khi nghe thầy Tàu nói. Chưa hết, cho dù có nghe tiếng đồ vật rớt bởi trong đêm, cậu cũng phải làm như không hề hay biết. Trước mắt như vậy cái đã, nếu đúng như lời ta nói thì cậu biết kết quả ra sao rồi đó. Nhưng mà thưa thầy, vậy nếu lỡ như đêm nay cô ta không ra khỏi nhà thì sao? Nếu như vậy thì ngày mai, cậu Kha sẽ thử đem vào trong phòng đó một cái gương, tài dám chắc cô ta sẽ sợ hãi mà lùi sát vào trong góc nhà. Hoặc cậu có thể đặt một chén cơm ngay trước cửa gian nhà ở nhà dưới, một chén ở ngoài sân. Đảm bảo chén cơm ở gian nhà dưới sẽ bị thiêu bốc mùi hôi thối chỉ sau 2 tiếng đồng hồ thôi. Kha im lặng gật đầu nghe theo lời thầy. Thấy ra ngoài cũng khá lâu, thầy mới nói với Kha. Tạm thời như vậy cái đó. Nhớ kỹ những lời ta dặn, không được để lộ ra những cái điều cậu đã biết. Bây giờ hãy đi vào trong nhà đi. Đêm nay cậu sẽ rõ mọi chuyện. Từ cùng với Kha đi vào trong nhà.
Thầy Tàu như còn điều gì đó muốn nói, ông ngập ngừng. Tao có cái này không biết có nên nói hay không. Nhưng quả thật, ta vẫn cảm nhận được ở cô ta một chút sự sống. Tuy nhiên, chuyện này không thể nào. Có lẽ ta lầm. Mà thôi, vào nhà mau đi. Không hiểu thầy Tàu định nói cái gì. Nhưng cả đêm hôm đó, Kha trằn trọc không thể ngủ được. Nước mắt đôi lúc lại chảy trên gương mặt của người đàn ông bất hạnh. Kha hy vọng đêm nay mọi thứ sẽ không như những gì thầy Tàu nói. Căn nhà càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Nó không lạnh như giá rét của mùa đông. Không khí lạnh trong nhà âm u, tiêu điều, yên ắng đến đáng sợ. Cái cảm giác khi ra nghĩa địa như thế nào thì giờ này ở bên trong căn nhà đang diễn ra như vậy. Tiếng gió thổi đập vào bức vách tạo nên những âm thanh lộc cộc, tiếng chuột chạy trong nhà kêu chích chóe. Không hiểu là chén hay dĩa nó vừa mới bị bể, nhưng tiếng đổ bể đó phát ra từ phía dưới nhà bếp, nơi sát vách tường gian phòng vợ của Kha đang ở. Kha nằm úp mặt xuống gối, mắt hướng ra phía cửa chính, chỉ khép hờ một bên. Bên trong nhà tối om, nhưng ánh sáng của trăng, của sao ở bên ngoài trời đêm khiến cả một góc sân trở nên mờ mờ, ảo ảo. Tiếng bản lề của cánh cửa cũ đã bao năm qua khẽ vang lên trong đêm tối. Gian nhà dưới quả thật có người đang mở cửa đi ra. Kha lúc này giả bộ ngáy rất lớn, nhưng vẫn hé một bên mắt nhìn đăm đăm về hướng cửa chính. Đã quá 12 giờ đêm, tất cả im lặng. Kha còn nghe rõ tiếng nước miếng của Tư đang nằm phía bên trong. Không khí căng thẳng đến đáng sợ. Tưởng chừng như nếu ngay lúc đó chỉ cần một tiếng động vang lên cũng đủ khiến cho người ta đứng chết tim. Tiếng thở, tiếng tim đập nhanh đến mức dường như mọi sự chú ý giờ đây đang hướng hết về cánh cửa đó. Gió ngừng thổi, bốn bề lặng im. Từ mảnh sân trước nhà đang từ từ hiện ra một cái bóng tóc dài. Người cúi lưng đó đang lom khom từ từ lộ diện. Kha há hốc miệng, xém một chút nữa kêu thành tiếng. Bởi tuy chỉ có ánh sáng yếu ớt của bầu trời ban đêm, nhưng Kha vẫn nhận ra người đang dò dẫm từng bước chậm chạp ở ngoài sân mang cái bụng chữa to tướng, không ai khác, chính là Hoang, vợ của mình. Nhanh như cắt, cái bóng đen đó chạy vút qua cửa như chưa từng xuất hiện. Kha lúc này không nhìn nữa, anh gục mặt xuống gối để khóc lên những tiếng nghẹn ngào nức nở. Không cho tiếng khóc đó phát ra bên ngoài. Những điều thầy Tàu nói là sự thật. Vợ anh đã quá quỷ. Vợ anh đã chết thật rồi. Một lúc sau, Kha lồm cồm bò dậy. Thầy Tàu vội hỏi. Cậu định đi đâu giờ này? Ta nói cho cậu điều này để cậu biết, để cậu giúp cho vợ mình được siêu sinh thôi mà. Kha im lặng một lúc rồi nói như người điên dại. Vợ con tôi đã chết hết rồi. Vợ con tôi đã chết hết rồi. Chết hết rồi. Tôi còn sống làm cái gì nữa? Vợ ơi, con ơi, anh sẽ chết với hai mẹ con em đây. Thấy Kha đã quá đau đớn đến mất hết cả lý trí, thầy Tàu không còn cách nào khác đành nói. Đừng nghĩ đến cái chết. Ít ra hãy nghe ta nói xong, rồi nếu cậu vẫn muốn chết, ta cũng không có dám ngăn cản đâu. Từ cũng dùng dậy cố giữ Kha lại. Kha vẫn như người mất hồn đáp lại những lời yếu ớt. Còn cái gì nữa chứ? Không phải ông nói họ đã chết hết rồi hay sao? Vợ con của tôi đã chết hết rồi. Đã chết hết rồi. Chết hết rồi thì tôi còn sống làm cái gì nữa? Thầy Tàu chép miệng. Ta chưa hề nói con của cậu đã chết. Không,
Đúng hơn, ta không có chắc chắn cái điều này. Ta đã định khi xác nhận đúng thì mới nói với cậu. Nhưng nếu cậu cứ như vậy, ta nghĩ cậu sẽ chết trước khi ta tìm hiểu được nguyên nhân. Kha nghe thầy Tàu nói xong, như bừng tỉnh, vội quỳ xuống van xin. Nói như vậy là con của tôi vẫn còn sống phải không thầy? Tôi lại ông đó, hãy cứu lấy con của tôi. Cứu con tôi xong, ông muốn tôi chết cũng được. Thầy Tàu nói tiếp. Cậu nghe ta nói hết cái đã. Ta không chắc điều này, nhưng rõ ràng bên trong vợ cậu vẫn còn có một chút sự sống, mặc dù nó đang yếu dần qua từng ngày. Ta đoán đó chính là con của cậu. Tại sao đến giờ ta vẫn để cho con quỷ đó sống? Chính là vì cái phần sinh mạng bên trong của nó. Ta không hiểu nguyên nhân do đâu mà vợ cậu chết và bằng cách nào mà cô ấy lại biến thành quỷ. Nhưng ta nghĩ rằng cô ta vẫn cố lưu lại trần gian chính là vì đứa con trong bụng. Bản năng của người mẹ chính là cái thứ khiến cho cô ta hóa thành quỷ. Vì thương tiếc đứa con sắp chào đời. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của ta. Từ lên tiếng. Nếu vậy, sao sự sống trong bụng của ta lại đang yếu dần đi hả thầy? Người có cách nào không? Thầy Tàu trả lời. Chính ta cũng không hiểu tại sao cô ta đã chết mà cái thai lại vẫn còn đang sống hơn một tháng qua. Nhưng như con đã biết đó, dù sao vợ của Kha vẫn là người chết, càng cố ở lại dương gian thì cô ta sẽ càng bị thối rữa phần xác. Khi cô ta không còn là người thì việc cái thai chết dần chết mòn là điều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ ra nó cũng đã chết ngay khi cô ta từ giã cõi đời. Trên đời này có những thứ không ai giải thích được. Tiếng của con mèo quen thuộc đang phát ra ngay trên nóc nhà của Kha. Từ hoảng sợ. Con mèo, là con mèo suốt ngày lang thang ở bên nhà ông Phúc đó. Đúng là nó rồi. Sao đêm nay nó lại ở đây chứ? Con mèo này là mèo ma đó sư phụ ơi. Cái đêm mà thầy bất tỉnh, nó đã cào vào cửa, cào vào chuồng gà, đòi bắt gà đó. Thầy Tàu ra hiệu cho Tư im lặng. Nó là linh miêu. Thực ra con mèo này chính là nỗi lo lớn nhất của ta khi còn ở nhà ông Phúc. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Không ngờ linh miêu là có thật. Nó chính là kẻ đã mang vợ cậu từ cõi chết quay trở về đó Kha à. Đúng là ông trời sắp đặt mà. Ta lại có thể gặp được linh miêu. Con mèo lại kêu lên những tiếng ai oán. Kha cúi dập đầu khẩn cầu. Xin thầy ra tay cứu mạng. Từ cũng quỳ xuống cùng Kha chờ đợi sư phụ. Thầy Tàu hít mạnh một hơi rồi đáp. Ta không chắc, nhưng cũng đáng để thử. Nhưng Kha nè, cậu hãy khoan nghĩ đến cái chết cái đã. Hãy đợi thêm một ngày nữa. Linh miêu xuất hiện biết đâu lại có kỳ tích. Đúng là ý trời. Trời đã chuyển dần về sáng. Sau một đêm không ngủ, Kha đã tin tất cả những chuyện thầy Tàu nói là sự thật. Hoàng cũng đã trở về lúc 3 giờ sáng. Không ai biết cô ta đã đi đâu. Nhưng khi trở về, cô ta bước những bước chân không gây ra tiếng động. Chỉ có tiếng cánh cửa bị kẹt nhẹ nhàng vang lên. Sáng ngày hôm đó, thầy Tàu vẫn kêu Kha đi mua thức ăn cho vợ như bình thường. Nhưng cả ba người sau đó đều đi khỏi nhà. Tìm một chỗ vắng, thầy Tàu dừng chân lại nghỉ ngơi rồi hỏi Kha. Nếu cậu còn muốn xem cảnh vợ của mình ăn uống ra sao, thì lát nữa ta sẽ dẫn cậu quay lại nhà. Con lại thầy, con tin rồi. Mọi chuyện đêm qua tất cả đều đúng như thầy nói. Nhưng thầy ơi, không phải thầy đã nói con của con vẫn còn sống sao? Thầy làm ơn cứu con của con với. Con cắn rơm cắn cỏ mong thầy ra tay cứu giúp. Không phải ta vẫn đang ở đây để giúp gia đình cậu hay sao? Theo như ta đoán, vợ cậu đêm qua đi ra ngoài là để tìm thức ăn. Chắc chắn cô ta đã đi rình mò bắt gà bắt vịt của dân làng xung quanh. Điều này làm ta chợt nhớ lại một chuyện.
Quay sang Tư, thầy Tàu hỏi. Con còn nhớ đêm đầu tiên thầy trò ta phát hiện cái xác con gà chết ở sau giường nhà ông Phúc không? Tư đáp ngay. Tất nhiên là con nhớ. Trời đất ơi! Không lẽ người ăn thịt con gà hôm đó không phải con quỷ do lão sư kia yểm mà lại là... Thầy Tàu gật đầu. Đúng vậy. Rất có thể đó là vợ của Kha đã ăn. Điều đó cũng chứng minh cho việc vì sao ta đón con quỷ sẽ quay lại vì nhà ông Phúc có trẻ con. Nhưng lại không thấy nó đâu bởi vì con quỷ chưa hề đến nhà ông Phúc. Điều chúng ta không thể ngờ đến đó là chuyện cùng một thời điểm làng này lại xuất hiện hai con quỷ. Nhưng Tư vẫn hơi do dự. Nhưng cũng đâu có thể chắc được đâu, bởi vì cũng rất có thể là con quỷ kia lắm chứ. Đó là vì con mèo đen. Cả đêm qua nằm suy nghĩ, ta có thể kết luận được như vậy. Vẫn chưa có ai biết vợ Kha vì sao mà chết. Nhưng có một điều chắc chắn là ý chí sống của cô ta vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì đứa con sắp sinh trong bụng nên cô ta không cam lòng mà chết. Hoặc cô ta chết đúng vào cái giờ thiên, chết bất đắc kỳ tử, nên không biết rằng mình đã chết. Nhưng cho dù có gì lý do gì đi nữa, thì đến bây giờ, vợ của Kha vẫn cố gắng để con mình được sống. Vì lý do không có cam tâm chết, vì tình yêu thương đứa con chưa chào đời mà vợ Kha đã được linh miêu, một con mèo có thể đi qua cánh cửa của trung giới kéo linh hồn quay trở về. Ta chỉ có thể hiểu, linh miêu chính là nguyên nhân khiến vợ Kha thành quỷ, mặc dù không hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là nó vẫn đi theo bảo vệ vợ Kha mỗi khi cô ta đi ra ngoài. Chính vì vậy, việc nó luôn lảng vảng xung quanh nhà ông Phúc là bởi vì vợ Kha từng đến đó, và việc chúng ta giết con quỷ ở nhà ông Phúc cũng là một nguyên nhân khiến nó xuất hiện ở đó. Bởi con quỷ do lão sư thầy yểm quá cũng là một dạng linh hồn người chết. Nhưng linh hồn đó cố gắng lưu lại cõi trần. Tư vội hỏi. Theo thầy thì linh miêu là tốt hay là xấu? Chính vì không hiểu nguyên nhân vì sao linh miêu lại đem người đã chết quay trở lại dương gian. Nhưng rõ ràng, điều đó không thể cứu vãn được tình hình hiện tại. Vợ Kha vẫn chết, chỉ còn là cái xác dường một chút linh hồn. Nếu cố gắng ở lại trần gian khá lâu thì vợ Kha sẽ hóa quỷ hoàn toàn. Lúc đó sẽ không thể nói được nữa. Bây giờ đây cô ta vẫn nói được một vài câu vì phần linh hồn chưa bị tiêu tán. Còn có nhớ con quỷ bị con đâm chết không? Nó là một ví dụ cho chuyện hóa quỷ. Bản thân nó không nói được, chỉ hành động theo sự sai khiến bởi nó bị yểm hóa. Còn trường hợp của vợ Kha, nếu linh hồn tiêu tan khi hóa quỷ, cô ấy sẽ trở nên điên dại, ăn thịt những gì mình nhìn thấy. Sau này, không thể siêu sinh, sống mãi kiếp quỷ thôi. Kha định nói gì đó, nhưng thầy Tàu ngăn lại. Ta hiểu cậu muốn nói cái gì, nhưng đó chính là điều mà ta chưa thể lý giải. Đó là vì sao với cái xác đang ngày ngày bị phân rã đó, giờ cậu lại vẫn có thể giữ được đứa con trong bụng và nó vẫn đang sống. Có khi nào tất cả do linh miêu, hoặc cô ta chỉ là đang cố gắng đến cả khi chết vẫn muốn con được sống. Nhưng đừng có nóng vội, ta vẫn đang cố gắng tìm cách để giúp cho gia đình cậu. Tư nói thêm. Nhưng con chưa hiểu lắm, tại sao cô ấy lại sang nhà của ông Phúc? Liệu có khi nào cô ấy có liên quan đến lão sư trụ trì kia hay không? Ý của con là cái chết của cô ta đó. Lý do vì sao cô ta sang nhà ông Phúc? Bởi có lẽ do trước đây ông Phúc có qua lại giúp đỡ vợ chồng Kha. Nói nôm na thì gần giống như người chết thường hay đi theo người thân trong gia đình vậy. Còn chuyện về lão sư trụ trì thì vợ Kha không có liên quan gì cả. Đúng là ý trời sắp đặt mà. Mọi chuyện trùng hợp đến lạ kỳ. Nhưng
cũng chính nhờ vợ Kha mà chúng ta lại đi tìm quỷ. Để rồi, vô tình phát hiện ra ở trong làng còn có một hiểm họa được che giấu hàng nhiều năm về trước. Chính vì cũng nghĩ đến điều ngẫu nhiên này mà ta nhận thấy người cứu cả làng chính là vợ Kha mới đúng. Nếu ngày hôm đó cô ta không lén vào nhà của ông Phúc ăn thịt gà, thì có khi ngày hôm sau thầy trò ta đã rời làng trong im lặng, để rồi không ai có thể phát hiện ra con quỷ nó ẩn náu trong làng hơn 20 năm qua. Tất cả là ý trời, ý trời mà. Lời nói của thầy Tàu dường như đã lý giải gần hết mọi việc xảy ra trong những ngày qua. Khó tin, nhưng hoàn toàn hợp lý. Nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để một người chết có thể sinh con? Hơn nữa, làm sao để đứa con đó còn sống? Chuyện nghe như là điều không tưởng. Người chết sinh con? Một câu hỏi mà thầy Tàu vẫn chưa được trả lời. Quay sang nhìn Kha, thầy Tàu nói tiếp. Bây giờ, chúng ta có thể quay về được rồi. Cho ta thêm một ít thời gian, ta sẽ có câu trả lời cho cậu. Kha dập đầu cảm ơn thầy Tàu. Cả ba quay trở lại nhà khi trời cũng đã gần giữa trưa. Vừa đặt chân đến cửa, thì đã thấy ông Phúc ngồi ở trong đợi sẵn. Nhìn thấy mọi người, ông Phúc vội chạy ra đón. Trời ơi, mọi người đi đâu mà lại đi cùng nhau như vậy? Vào đến nhà gọi hoài mà không ai thưa. Chỉ thấy gian nhà dưới có tiếng động lạ thôi. Gọi hỏi thì mãi sau giọng cái quan nó mới đáp lại. Cứ tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thầy Tàu hỏi ngay. Người đến đây lâu chưa? À, dạ thưa thầy, con mới đến được khoảng 5 phút thôi. Đợi mà sốt hết cả ruột lên. Ông Phúc chỉ vào chỗ thức ăn để ở cột nhà nói với Kha. Bác có mua một chút đồ ăn cho vợ cháu tẩm bổ đây nè. Nhớ làm gì thì làm, phải chăm sóc vợ chu đáo nghe không? Đi đâu cũng liệu liệu căng cơ mà về. Vợ thì bụng mang dạ chữa ở nhà một mình. Lỡ may... À mà thôi, nói là lại nói gỡ đó. Kha nghe ông Phúc nói mà trưng trưng nước mắt. Cảm động một phần vì những lời ông Phúc nói nó đã xảy ra từ bao giờ. Bởi vợ Kha đã chết rồi còn đâu. Nhưng nhớ lời thầy Tàu dặn, Kha nén đau thương, mỉm cười gượng gạo đáp. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bác sang nhà thăm là tốt rồi, lần nào cũng mua đồ ăn thức uống như vậy. Ông Phúc cười khà khà. Hôm nay sang đây thăm cái hoang là việc nhỏ, còn thực ra bác sang đây là muốn nói với hai thầy trò đây một việc quan trọng. Từ hỏi ngay. Việc gì mà ông vui vậy? Mà tay ông sao lại băng y hệt như tay của tôi? Ông Phúc mừng rỡ trả lời. Thầy ơi, dân làng đến ngôi chùa ma để tìm hiểu. Cả làng phát hiện trong ngôi chùa còn có mật thất, nơi đó chứa đựng rất nhiều thứ đáng sợ. Đầu lâu, xương người, rồi cả những thứ ghê rợn như xác người chết khô nằm ở trong quan tài, bùa chú, mật pháp. Ở trong chùa còn có một cái xác mặc áo thầy tu. Dân làng nghi đó là xác của lão sư trụ trì năm xưa. Chưa hết, người làng còn tìm thấy một bản vẽ, mà theo con đoán, đó chính là bản đồ địa hình nơi gò đất chung nơi chúng ta tìm thấy ngôi mộ. Vậy là cả làng đều đã biết tất cả mọi việc trong làng từ trước đến bây giờ đều do lão sư trụ trì gây ra. Hai người đã được minh quan rồi. Này con đến đây để đón hai người về. Con muốn dẫn hai người đến gặp trưởng làng, gặp dân ở trong làng để họ biết ai là ân nhân cứu cả cái làng này khỏi cơn đại nạn. Từ quên mất rồi buộc miệng. Nhưng ở đây chúng tôi vẫn còn việc... Thầy Tàu vội cười lớn. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Nhưng tạm thời để ta ở lại đây một ngày nữa. Ta đang nhờ Kha tìm cho một ít thuốc để trị thương. Mà cậu Kha này hay đi làm ở những nơi bờ bụi, dễ tìm thấy hơn. Xong việc ta sẽ quay lại nhà của ngươi. Mà nhìn khí sắc ta đón gia đình đoàn tụ rồi phải không? Ông Phúc tròn mắt. Thầy đúng là thằng cơ diệu toán nha. Vợ con của con đã quay về nhà từ hôm qua. Cả đêm qua con kể chuyện mà vợ con biết ơn thầy lắm. Vợ con còn nguyện ăn chay cả năm nữa. Làng này đúng là nhờ phúc của thầy nên thoát nạn. Mà trưởng làng đang cho mọi người dỡ ngôi chùa đi để xây mới đó thầy à. Vậy con theo ý của thầy. Bây giờ con về đây nghe. Kha ơi,
nhớ chăm sóc vợ nghe con. Bác gái nói khi nào sanh sẽ sang ẩm cháu đó. Ông Phúc vui vẻ ra về. Việc ông Phúc thông báo quả là tin mừng. Nhưng sau khi ông Phúc rời đi, không khí trong nhà lại trở nên ảm đạm vô cùng. Liệu rằng ngày hoang sinh nở, vợ ông Phúc có được ẩm cháu hay không? Thầy Tàu đăm chiêu hướng mắt nhìn xuống gian nhà dưới. Đôi mắt ông sáng lên bất ngờ, dường như ông đã phát hiện ra một điều gì đó. Gương mặt của ông rạng rỡ vô cùng. Ông nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn đống đồ ăn ngon lành mà ông Phúc vừa mang đến, thầy Tàu nói với Kha. Hôm nay ta muốn ăn một bữa thật ngon. Cậu cùng với Tư chuẩn bị nấu nướng đi. Cũng lâu rồi ta chưa ăn được một bữa nào ra hồn cả. Tư mặt buồn xo đáp lẹ. Tâm trạng nào để mà ăn nữa hả thầy? Con đang nổ hết cả ruột gan đây nè. Thầy Tàu mỉm cười. Không phải người Việt Nam có câu có thực mới giật được đạo hay sao? Suy nghĩ nhiều khiến ta đói bụng rồi. Suy nghĩ quá nhiều khiến cho ta cũng đói bụng lắm rồi đây nè. Hôm nay phải có rượu nữa mới được đó. Thầy Tàu nói nhỏ với Tư và Kha. Cứ làm theo lời của ta đi. Ta đã có cách. Mau, mau đi làm đi. Nghe thầy Tàu nói vậy, cả hai mừng rỡ. Ngay lập tức chuẩn bị kê bếp bốc củi đi ra giữa sân nấu đồ ăn theo lời thầy dặn. Buổi chiều hôm đó cơm nước đàng hoàng, thầy Tàu vẫn dẫn Kha đem thức ăn vào trong cho vợ. Kha vâng lời làm theo. Khi trở ra thầy Tàu hỏi. Biểu hiện của cô ta ra làm sao? Kha tái mặt. Thưa thầy, vợ của con chỉ nói để đó. Cổ vẫn quay mặt vào bên trong tường, không nhìn ra bên ngoài. Trong phòng thì có mùi rất lạ. Con không phải sợ vợ con đã chết. Ngược lại thấy cổ như vậy, con không kìm được lòng đâu thầy ơi. Thầy Tàu nói tiếp. Không sao, ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi. Có một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này, đó chính là tình mẫu tử. Nhưng chuyện mẹ chết mà vẫn muốn bảo vệ cho con, thì cả đời này chắc chỉ có mình ta được gặp mà thôi. Chính vì vậy, ta đã có cách giải quyết chuyện này. Nhưng ta nói trước, người chết không thể sống lại. Ta chỉ có thể cứu được con của cậu thôi. Cậu có đồng ý không? Bởi lẽ vợ cậu vốn dĩ đã không thuộc về thế giới này, ngay cả con của cậu cũng vậy. Kha nước mắt hai hàng rưng rưng, nhìn thầy Tàu rồi dập đầu cúi lại. Con không dám mong gì hơn, nhưng nếu được, thầy hãy làm ơn giúp vợ con được siêu thoát khỏi cái kiếp quỷ đi. Thầy Tàu khẽ mỉm cười. Đứa con là mục đích khiến cho cô ta cố tìm mọi cách sống đến bây giờ. Chỉ cần đứa bé được bình an, thì cô ta sẽ buông bỏ mà đầu thai. Nè, bây giờ ta đã có cách. Vậy hôm nay phải uống cho thật say. Sinh lão bệnh tử, mặc dù con người ta sinh ra già đi bệnh yếu rồi chết, nhưng có những cái chết không có kháng lại được ý trời. Vợ của cậu đã chết, đó là ý trời. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh. Cậu đừng nên oán trách, mà hãy nghĩ ông trời vẫn rủ lòng thương cho con cậu được sống. Hãy uống đi, uống mừng vì cái điều đó. Uống, đêm nay ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây. Kha vừa uống vừa khóc. Ba người chỉ có ngày hôm đó là dường như quên đi những chuyện đau buồn. Những điều nguy hiểm trải qua những ngày trước, thầy Tàu mặc dù tay bị thương nhưng vẫn uống. Ông uống rất nhiều. Khi trời đã tối dần, không phải do tâm trạng hay do lo lắng, mà cả ba người không ai say. Thầy Tàu lúc này mới nói. Hai người đem hai tấm gương nhỏ đóng chặt vào hai cửa trước và cửa sau của gian nhà dưới. Tiếp đó, mỗi cánh cửa dán bốn lá bùa này. Dùng muối trắng rải xung quanh gian nhà. Việc còn lại để cho ta. Làm ngay bây giờ đi. Không chậm trễ, cả Tư lẫn Kha lập tức đứng dậy làm theo lời thầy dặn. Tiếng đinh đóng hai tấm gương viền gỗ vào giữa gian nhà kêu lên lộp cộp.
Chỉ mới vừa đóng gương và dán bùa, thì bên trong nhà vợ Kha đã đập cửa trầm trầm, miệng nói chậm rãi không rõ. Chồng ơi, cứu tôi! Tiếng nói thì yếu ớt, nhưng những cái đập cửa thì lại mạnh vô cùng. Cứu tôi! Kha ơi! Kha bất giác mềm lòng khi nghe tiếng vợ ở bên trong nhà đang kêu cứu. Kha toan mở cửa, thì lúc này thầy Tàu đang ngồi ở giữa cửa gian nhà dưới quát lớn. Nếu cậu muốn con cậu chết thì hãy mở cửa, im lặng và tiếp tục rải muối xung quanh nhà đi. Thầy Tàu ngồi giữa cửa, miệng nhẩm đọc chú. Sau mỗi câu chú, ông lại nói vọng vào bên trong. Cô còn dương vấn gì ở cõi trần? Tại sao chết mà vẫn lưu luyến nhân gian? Trả lời mau, không ta sẽ giết đó. Bên trong đáp lại những từ yếu ớt. Con tôi, tha cho tôi đi. Thầy Tàu hỏi tiếp. Cô có biết người chết không thể sinh con hay không? Tôi biết, con tôi đang chết dần. Vậy tại sao cô không chịu từ bỏ, kể cả cô níu kéo lấy đứa bé? Nhưng bản thân cô đã chết, thì đứa bé cũng sẽ không có sống được. Vì tôi muốn chồng tôi được nhìn thấy con dù chỉ một lần. Kha ơi, xin lỗi mình. Tôi là người vợ, người mẹ không tốt. Kha gào lên khóc. Anh lao đến áp sát mặt vào cánh cửa, nói trong đầu đớn. Không, không đâu. Mình là người vợ tốt, người mẹ tốt. Là tôi đã không có ở nhà khi mình gặp chuyện. Là tôi đáng chết mới đúng. Quay sang thầy Tàu, Kha hét lớn. Thầy ơi, hình như cô ấy đang đau lắm. Thầy làm ơn dừng lại được không? Con xin thầy, vợ con chết đã khổ lắm rồi. Thầy đừng có hành hạ cổ nữa, thầy ơi. Thầy Tàu vẫn nhắm mắt đọc chú, cho đến khi tiếng đập cửa ở bên trong yếu dần, chỉ còn vọng ra một vài từ ngắt quãng. Đừng hại con tôi. Một lúc sau, cả gian nhà trở nên im lặng đến lặng người. Thầy Tàu mở mắt nhìn Kha. Ta làm vậy chính là để cứu con của cậu. Vợ cậu lúc này đã bất tỉnh. Nếu lúc đó cậu mà mở cửa ra, chắc chắn cô ta sẽ dùng vậy cố gắng chạy thoát. Bởi bản năng làm mẹ nên cô ta sợ rằng chúng ta đang cố giết cổ và đứa con. Mở cửa đi và đốt lá bùa này lên cho cô ta uống. Uống xong, cơ thể vợ cậu sẽ không cử động được nữa. Đến giờ lành, ta sẽ cứu đứa bé. Nhưng đó cũng là lúc vợ cậu sẽ chết. Kha cùng với Tư vội mở cửa rồi đặt xác Hoan lên trên giường. Cơ thể Hoan lạnh ngắt, da thịt chỗ cứng, chỗ thì mềm nhão. Có lẽ một vài phần cơ thể của Hoan đang dần phân hủy. Trong gian nhà dưới lúc này bốc mùi hôi thối kinh khủng. Thầy Tàu nói Tư dùng nước thơm tẩy quế gian nhà. Sau đó, thầy Tàu ngồi trong gian nhà nhìn Hoan rồi nói với Kha. Ta sẽ cứu được con của cậu. Bây giờ thì ta đã hiểu tất cả. Lý do Linh Miêu xuất hiện để đem hồn phách vợ cậu quay trở lại, cũng như tại sao nó lại lãng vãng nơi nhà của ông Phúc. Không chỉ là bảo vệ cậu, mà còn có ta đang ở đó. Con mèo muốn ta đến đây để cứu lấy đứa bé này. Không hiểu từ lúc nào, nhưng khi đó Tư giật bắn người khi thấy con mèo đen kỳ quái đang ngồi cạnh xác của Hoan. Nó đang ngồi ngay cạnh phần đầu của vợ Kha, hướng đôi mắt đỏ nhìn thầy Tàu không kêu lên tiếng nào. Cả Kha cũng hoảng sợ lùi lại. Thầy Tàu ngồi đó nhìn con mèo rồi nói. Điều ngươi muốn là cái thứ này phải không? Ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào.
nhưng người đã cho ta một cơ hội. Cảm ơn người, ta hiểu rồi. Con mèo nhanh thân thoát, nhảy ra phía cửa. Nó quay lại nhìn thầy Tàu rồi cất lên một tiếng kêu. Kêu lên ba tiếng, nó quẩy cái đuôi dài ngoằng đen xì, nhảy giọt ra ngoài, hòa vào bóng đêm biến mất. Ngay lúc đó, vợ Kha cũng mở mắt choàng tỉnh, nhưng có vẻ như cô ta bất động không nói được. Nhưng nước mắt cô đã chảy ra hai bên, những giọt nước mắt của một người mẹ đã chết, vẫn cố chống chọi lại ý trời để cứu con của mình. Hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn ra không ngừng. Thầy Tàu mỉm cười. Cô đã cố hết sức rồi. Bây giờ là lúc cô được yên nghỉ. Hãy cố thêm một chút nữa thôi. Con của cô sẽ được sống. Cô là một người mẹ vĩ đại. Cảm ơn cô. Nước mắt từ cái xác vốn dĩ đã chết của vợ Kha cứ chảy ra nhiều hơn sau những câu nói của thầy Tàu. Dường như cô cũng hiểu được thầy Tàu muốn nói gì. Chỉ có Kha và Tư lúc này vẫn đang cố chờ đợi thầy sẽ làm cách nào để cứu lấy đứa bé. Bất chợt, ông quay ra nói với Tư. Bao nhiêu năm qua, con đi theo ta đã cực khổ không ít. Tình thầy trò tuy chỉ vài năm, nhưng đối với ta còn giống như là đứa con đẻ của mình. Có con đồng hành cùng ta những năm qua, ta đã nghĩ ông trời không hề phụ mình. Còn có hối hận khi đã đi theo làm đệ tử của ta không? Từ ngơ ngác, không hiểu vì sao thầy lại nói như vậy trong lúc này. Con mới là người phải nói lời biết ơn tới thầy chứ. Thầy chính là người cha, người mẹ thứ hai của con ở trên đời này. Đừng có nói cực khổ, công ơn của thầy bao năm qua, nếu con chết con cũng cam lòng. Thầy Tàu cười lớn. Quả đúng là đồ đệ tốt. Nghe được những lời này, thì một lão già không con không cái, không gia đình như ta đây, có chết cũng thấy vui mừng. Cảm ơn con nhiều lắm. Mong con không có trách ta điều này. Thầy Tàu nói xong, đột nhiên ho ra máu, rồi ngã vật xuống đất. Từ hét lên. Sư phụ, thầy làm sao vậy? Sư phụ! Kha cũng chạy lại đỡ lấy thầy. Nhìn cả hai, thầy mỉm cười. Đừng lo, chuyện gì đến sẽ đến. Đây chính là cách để cứu đứa bé trong bụng mẹ quỷ. Càng nói, máu từ miệng thầy càng chảy ra nhiều hơn. Từ gào lên khóc lóc. Sư phụ, người nói vậy là sao? Cứu người. Tại sao? Sư phụ lại thành ra như vậy? Tại sao? Thầy Tàu vừa thổ huyết vừa nói. Con quên rồi sao? Chỉ có ăn được nhiều tim người thì quỷ mới sống được. Nhưng vợ Kha không làm như vậy. Cô ta muốn cứu con của mình, nhưng lại không thể hại người. Nhưng dù có ăn tim người đi nữa cũng không được. Vì quả tim để cứu đứa bé phải được nuôi dưỡng trong một quả tim của người khác. Con còn nhớ câu chuyện về gia đình của ta chứ? Đây chính là ý trời. Vừa giúp ta cũng là giúp con ta, cũng giúp một sinh mạng nhỏ khác. Từ hòa lên khóc nức nở. Từ nhớ lại câu chuyện bi thương của sư phụ. Ông đã bị gã thầy Mo hãm hại quá điên, đến mức ăn sống cả thêm vợ và đứa con mới sinh của mình. Như vậy, trong tim của thầy Tàu không chỉ là quả tim của ông, mà bao năm qua, tim của con ông, của vợ ông cũng đang ở trong đó. Thầy Tàu nói tiếp. Con
đừng buồn. Sư phụ ta từng nói, rồi ta sẽ gặp được cơ duyên giúp ta gội rửa. Máu của vợ con của ta đã dính trên tay. Đây chính là cơ duyên. Cứu được đứa bé trong bụng vợ của Kha cũng chính là lúc ta trả hết nợ nghiệp. Dạ con phải giúp ta làm cái điều này đi. Lại đây, mau lại đây. Lấy tim của ta ra cho người mẹ quỷ đó ăn ngay bây giờ. Nhìn sang Kha, thầy Tàu cười. Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé. Ta phải đi. Thầy Tàu nhắm mắt xuôi tay trong tiếng gào thét đớn đau của Tư. Nhìn sư phụ chết trong vòng tay của đệ tử. Nhưng tất cả còn kinh khủng hơn, đau đớn hơn. Đó chính là Tư sẽ phải lấy trái tim của thầy để cứu mạng người sống. Tiếng gào thét xé toang màn đêm vô tận. Một nỗi buồn phủ kín ngôi nhà. 12 giờ đêm, màn đêm một lần nữa bị đánh thức bởi sự sống vừa mới chào đời. Tiếng khóc của đứa trẻ đã xua đi cái không khí ảm đạm, xua đi cái sự đau thương mới xảy ra trước đó. Đó là một bé gái. Cái chết là kết thúc, nhưng cũng lại mở ra một cuộc sống cho một sinh mạng mới. Đúng vậy, nỗi đau mất mát đã được cô bé hàn gắn lại tất cả. Cuộc sống của mỗi người, dù là ai đi nữa, thì luôn có một ý nghĩa nhất định. Có những người, ngay cả khi chết, vẫn muốn đem lại một điều gì đó hạnh phúc cho người ở lại. Tư đã rất đau khi nhìn sư phụ phải chết. Nhưng ẵm đứa bé trên tay, con bé bỗng dưng ngừng khóc. Tư lại thấy vui, một niềm vui dường như rất quen thuộc. Những thứ mà thầy Tàu dặn Tư và Kha chuẩn bị không phải để làm gì cả. Tất cả dùng để đón một sinh mạng mới vừa chào đời. Con bé nằm nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc chăn ấm áp. Bất chợt, bên ngoài có tiếng người đang gọi hối hả. Kha ơi! Kha đâu rồi? Kha vội chạy ra, thì đó là vợ chồng ông Phúc. Ông Phúc ngay lập tức chạy vào trong, nhìn nơi gian nhà thầy Tàu đã chết. Nhưng có vẻ ông Phúc đã biết trước hay sao mà ông quỳ xuống khóc lóc. Tại sao thầy lại ra đi như vậy? Con đang nghĩ đó là mơ thôi mà. Nhưng mà tại sao là sự thật? Vợ của ông Phúc ẵm đứa bé trên tay, vừa khóc vừa dỗ về. Mừng con đến với gia đình. Ngoan nghe con. Cố chịu đựng, đói một chút đi. Sáng mai bà kêu bà Vú đến cho con ăn nha. Ngoan. Dường như cả hai vợ chồng ông Phúc đều đã biết hết mọi chuyện. Cứ như tất cả đã được sắp đặt từ trước. Ai cũng nước mắt lưng tròng. Nhưng họ biết sự đánh đổi đó là đáng giá. Trở lại với hiện tại, ông Tư đang kể chuyện cho chúng tôi nghe. Cạch một tiếng nhẹ nhàng, tiếng chén được đặt xuống cái bàn một cách chậm rãi. Ông Tư nhìn tôi mỉm cười. Hết chuyện rồi, thằng Tranh. Mà bác không ngờ mày với cái đám này lại có thể ngồi đây nghe hết câu chuyện được đó. Nghe xong rồi thì quên đi ngang. Tôi thở dài một cái, như vẫn còn tiếc nuối điều gì đó. Khẽ rót rượu vào cái chén cho ông Tư, tôi hỏi. Vậy là thầy Tàu và vợ của Kha cuối cùng cũng đã chết để cứu đứa bé gái ở trong bụng phải không? Chuyện này có thật không vậy bác? Ông Tư nhìn tôi phì cười. Chuyện mà làm gì có thiệt chứ. Thôi, hết chuyện rồi thì giải tán đi cho ta uống rượu. Tôi chép miệng đứng lên,
thì bỗng nghe len keng như một cái vật gì đó vừa mới rơi xuống sàn. Tiếng kim loại thì đúng hơn. Ngay lập tức, tôi nhìn xuống xem thì phát hiện ra đó chính là con dao màu đỏ có cán được quấn bằng dây gai. Tôi định cúi xuống lụm lên thì ông Tư nhanh như cắt chụp lấy cất đi và nói: "Hết chuyện rồi, ranh con muốn làm gì nữa?" Tôi gãi đầu, có phần hơi hoảng sợ bởi thái độ của ông Tư. Nhưng con dao đó đã có thật, nó có màu đỏ như máu được tả trong truyện và nó không hề bị mất cùng với ngôi mộ. Ông Tư quả thật đang giữ nó. Tôi nhìn ông Tư cười ranh mãnh, rồi tự vẽ ra một cái kết trong cái kết của ông Tư khi điện thoại đó đổ chuông. Alo. Mai bố mới về. Rồi, con cứ nói với ổng là Tết này bố sẽ vào thăm. Cái con bé này. Lão Kha dạy mày nói chuyện với bố mày như vậy đó hả? Tôi ghé sát lại hỏi nhỏ: "Chị ấy tên gì vậy?" Ông Tư vô thức trả lời: "Nó tên Hạnh. Hạnh trong từ hạnh phúc đó." Tôi quay người chạy đi, bỏ lại sau lưng ông Tư đang chửi ầm ĩ: "Cái thằng mất dạy, đánh con lừa đảo." Đây là lời của tác giả khi đến cuối câu chuyện. Đôi lời gửi đến tất cả bạn đọc và bạn nghe. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong những bộ truyện vừa qua, nói chung và bộ Người Mẹ Quỷ nói riêng. 39 cháp truyện không phải là dài, cũng không phải ngắn. Hy vọng đã đem lại cho mọi người những giây phút giải trí, những cảm nhận mới. Có thể trong truyện còn có những lỗi này lỗi nọ. Nhưng cái chính, đọc xong truyện, các bạn tìm được gì mới là cái niềm vui của tác giả. Kết thúc không phải là hết, chỉ là mở đầu cho một khởi đầu mới mà thôi. Cảm ơn tất cả rất nhiều. Và Lâm Phương cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bộ truyện. Xin chào tạm biệt.